360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký từ cuối năm 2017, đăng ký tên tư nhân, 10 lần bánh có hơn 7 vạn km thôi các bạn nhé. Đấy, phiên bản này là phiên bản 1.2. Phiên bản đủ rồi các bạn nhé, xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option rồi. Phiên bản này là phiên bản đủ các bạn nhé, nhìn đằng sau các bạn thấy đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp ạ, màu trắng rất đẹp nhé. Không đâm đụng, không va chạm gì cả. Đấy, quý bạn ạ, đằng sau nhìn đây thì các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi, đủ hết cả rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, màu trắng và rất là đẹp, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu. Nhìn cái nước sơn các bạn thấy đấy ạ, rất là mới, rất là bóng luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe Hyundai Grand i10 2017, đăng ký tên tư nhân, biển thì quý vị bây giờ là không quan tâm đến biển nhé, biển đâu cũng vậy thôi. Đấy, và đây là chúng tôi còn chưa đánh bóng đâu, nó còn bụi bẩn đấy ạ. Đấy, những cái này là bụi bẩn đây các bạn nhé, quay sát và thấy nó bụi bẩn thôi. Những chiếc xe rất mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Và đặc biệt thì chủ xe cũng lên được nhiều đồ rồi. Đấy, ví dụ như đây là camera lùi, phía bên dưới thì là có cảm biến lùi. Đấy, đầy đủ rồi các bạn nhé. Kể cả anh em mới biết lái hoặc chị em mới biết lái, đi những chiếc xe mà đã có đầy đủ camera lùi, cảm biến lùi thì cũng yên tâm. Và dàn lốp thì còn rất là mới, rất là dày quý vị các bạn ạ. Lốp rất dày, rất đẹp luôn. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa được mà này. Phiên bản đủ mới có khóa thông minh, bấm tay mở cửa, đè nổ start top các bạn nhé. Đấy, nội thất thì đã được trang bị sẵn là nội thất da rồi. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa đây các bạn này. Keo chỉ còn nguyên bản này, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không đâm đụng, không va chạm, còn rất mới đây. Mới từ nội thất, vô lăng bọc ra. Đấy, trần cũng rất đẹp, trần còn nguyên bản, trần nỉ và rất đẹp. Nội thất ghế da các bạn nhé. Đấy, nội thất này thì cũng được lên ghế da thôi, chứ nguyên bản những chiếc xe số sàn này là nội thất là ghế nỉ các bạn ạ. Đấy, ghế da này là vào thêm quý vị và các bạn nhé, rất là mới, rất là đẹp này. Toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2017, chiếc xe này đây, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, lăn bánh hơn 7 vạn km thôi. Chúng tôi bán với giá là 258 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và đây là chiếc cốp của xe các bạn nha. Ốc cốp xe còn nguyên bản, keo chỉ cốp xe còn nguyên bản. Đấy, và cái phần đây là phần khoang sau, khoang cốp sau quý bạn nhé. Còn rất đẹp luôn ạ, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Lốp xưa cua nguyên bản, keo xe còn rất là mới các bạn nhé. Để đi mua xe thì các bạn xem kỹ về cái phần đầu, phần đuôi xem nó có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì không các bạn nhé. Ở chiếc xe Hyundai Grand i10 2017 này thì còn rất mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất, toàn bộ từ táp bi cánh cửa cho đến nội thất hàng ghế đằng sau này đều rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, những cái ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản, nguyên zin, chưa có một cái vết tháo nào cả quý bạn nhé. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 ở cái phân khúc sedan hạng B này thì phần lớn là những chiếc xe bây giờ là anh em mua về thì cũng để chạy dịch vụ, cũng để chạy kiếm cơm. Đấy, phần lớn các bạn nhé, những chiếc xe số sàn này. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu
cần một chiếc xe để giải quyết với công ăn việc làm, để kiếm thêm cái Tết thì hãy nhanh chân đến ngay cửa hàng chúng tôi để chọn mua chiếc xe này nhé. Tại vì Tết thì cũng sắp đến rồi, rất nhiều người đang cần công ăn việc làm, rất nhiều người đang cần kiếm tiền tiêu Tết, thì đây cũng là một cái cần câu cơm để giúp anh em có tiền cho gia đình, có tiền trang trải quý vị các bạn nhé. Đấy, về chiếc xe thì rất là mới, rất là đẹp này, tôi quay video rất chi tiết ạ. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm màn hình Android đầy đủ đây, camera lùi, cảm biến lùi rồi, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Ốc bản lề, cánh cửa còn nguyên zin hết, chưa có một con ốc nào tháo ra luôn các bạn nhé. Đấy, về ngoại thất và nội thất thì đều rất là mới, rất là đẹp như thế này rồi đây các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2017 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít các bạn nhé. Và đây là cái ốc cabo còn nguyên, còn zin này này, chưa có vết tháo các bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên zin hết luôn các bạn ạ. Toàn bộ những cái ốc ở trong khoang động cơ này cũng còn nguyên zin. Quý vị các bạn đi mua xe thì xem kỹ cho tôi cái phần đầu và phần đuôi, tại vì nếu như đâm đụng phần đầu phần đuôi này rất là nhiều các bạn nhé, cho nên là phải xem kỹ cái phần đầu và phần đuôi. Đấy, và ốc chân máy còn nguyên bản đây các bạn này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Ốc cabo, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá chỉ 258 triệu đồng thôi, thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.